Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Mình rất là vui khi được gặp các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thì sắp tới đây, Call of Duty Mobile Việt Nam sẽ ra mắt các bạn cập nhật mới có tên gọi là siêu cập nhật 606. 606 tức là sẽ cập nhật vào ngày 6 tháng 6 tới đây đó mấy bạn. Thì đây là cái bản cập nhật có thể nói là rất đáng mong chờ của các game thủ. Vậy thì cái bản cập nhật mới này có những cái thay đổi mới mẻ gì? Thì các bạn hãy cùng nhau xem cái video này của mình để biết rõ hơn nhé. Thì nói sơ qua về cái dung lượng cập nhật của game thì nó chỉ nặng khoảng là 1.3 GB thôi. Khi vào RAM thì các bạn sẽ phải cập nhật thêm các cái map mới cũng như là các cái chức năng mới của game. Và một cái điều nữa đó là các tài khoản được tạo từ cái phiên bản mới sẽ không còn nhận được cái gậy bóng chày, mà thay vào đó sẽ là nhận các con dao nha mấy bạn. Đó. Thì mình nghĩ rất là nhiều bạn thích cái sự thay đổi này và mình cũng vậy. Đó. Thì chắc có lẽ là sau này gậy bóng chày nó sẽ thành đồ hiếm đó mấy bạn. Các bạn hãy trân trọng cái gậy bóng chày đó. Thì có 5 nội dung cập nhật mình muốn chia sẻ cho mấy bạn. Thì đầu tiên đó là cái khởi tranh mùa đấu hạng mới. Thì bước vào bản cập nhật mới thì chúng ta sẽ có các cái phần thưởng hấp dẫn khi mà chúng ta leo ganh mùa mới. Thì cụ thể đó là cái phần thưởng súng HBRA3 huyết lâu. Đó, skin huyết lâu. Súng cực hiến MFMC vùng đất chết nhân vật Battery huyết lâu. Đó. Thì bản cập nhật sau này sẽ cải thiện cách tính điểm khi mà chúng ta leo ganh MB và BR. Nó sẽ giúp chúng ta leo rank được nó dễ dàng hơn một chút xíu. Thì cái thứ hai đó là ra mắt Battle Pass mùa 7 với cái tên gọi đó là kỷ nguyên phóng xạ. Thì về cái phần thưởng đặc biệt trong Premium Pass thì chúng ta sẽ nhận được hai cái nhân vật cực hiếm. Đầu tiên đó là nhân vật Ross Hamas và nhân vật tên gì mà khó đọc quá mấy bạn. Nhân vật gì đâu mà nó khó đọc, thấy bà luôn. Cu rơ chém mịch gì đó. Thôi kệ đi ha. Đó, thì mình đánh giá cái con Rod nó sẽ đẹp hơn cái con nhân vật cu rơ chém mịch này. Ngoài ra thì mấy bạn có thể nhận được 5 súng cực hiếm đó là QQ9 Hồng Thủy, M4 Lưỡi Cưa, AK-117 RED-79U và Trigger rào cản. Đó. Thì về cái phần thưởng mà trong truy bát, tức là cái phần thưởng miễn phí trong Battle Pass đó mấy bạn, thì chúng ta sẽ được tặng một cái khẩu súng tiểu liên mới có tên là QQ9 và sẽ có thêm một cái thiết bị chuỗi điểm mới nữa có tên là mưa tên lửa. Thì cái cơ chế hoạt động của cái mưa tên lửa này nó cực kỳ là ghê. Chúng ta sẽ gọi một cái chùm tên lửa nó rơi xuống một địa điểm nhất định nào đó. Đó. Và thêm một cái nữa, vũ khí đặc biệt nó có tên là cái gì đó mình không nhớ, mình nhớ là chị Takedo gì đó mấy bạn. Thôi nói chung là cái kiếm nhật đi, nói vậy cho dễ đi. Sau này thì mấy bạn sẽ biết. Đó, mấy bạn có thể thấy cực kỳ là ghê. Thì tiếp theo sẽ là cái siêu cập nhật dành cho MB. MB tức là chế độ multiplayer đó mấy bạn. Thì nó có thêm những cái chế độ mới, nó cực hấp dẫn và lôi cuốn người chơi. Đầu tiên là chế độ sát sống tấn công. Nói sơ qua về cái cách chơi của nó, thì đầu trận một người chơi thì ngẫu nhiên sẽ biến thành zombie và đi cắn những người chơi khác. Người bị cắn sẽ biến thành zombie và người sinh tồn cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Thì mình cũng chưa chơi thử bao giờ nên mình cũng không biết rõ lắm. Nó chỉ biết sơ sơ để mà chia sẻ cho các bạn biết, để sau này nó có ra thì mấy bạn không có bỡ ngỡ. Đấy. Thì tiếp theo là các cái chế độ còn lại. Thì đó là cái chế độ phòng tập, chế độ đọt cờ, chế độ xác nhận hạ gục, đấu 1v1 và 2v2. Thì các cái chế độ này á, sau này các bạn tự trải nghiệm để tìm hiểu ha.
mình sẽ không nói sâu về cái chế độ này, thì gì nó cũng khá là đơn giản rồi mấy bạn. Thì nội dung thứ tư mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái siêu cập nhật dành cho BR. Thì hồi nãy là dành cho chế độ MB, còn bây giờ là dành cho chế độ BR. Thì nó sẽ có thêm cái vai trò mới, đó là chiếc nón kỳ diệu. Khi chúng ta sử dụng chiếc nón này thì chúng ta sẽ được vô hình hòa mình với thiên nhiên và tăng tốc độ di chuyển trong cái trạng thái ngụy trang. Đó, thì cái này mình nói vui thôi, nói chung là mình sẽ tiến vào cái trạng thái đó là tàn hình đó mấy bạn, nhưng mà sẽ thấy được chúng ta mờ mờ đó. Và một cái vai trò mới nữa đó là smoke bomber. Nó có tác dụng là tạo ra một làn sương khói phôi pha siêu rộng, làm cản trở tầm nhìn của địch. Đấy, cực kỳ là ghê ha. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái địch xuyên màn khói. Đó, tốc chạy của chúng ta sẽ tăng lên khi mà bị bắn trúng ha. Đấy, về cái phần bản đồ trong BR thì nó sẽ có thêm 7 cái khu vực mới. Thì ngoài ra nó sẽ có thêm những cái cây súng trong BR luôn. Đó là súng nhắm DLW-33, S-36, GKS và súng trường Man Uwer. Về cái phần vũ khí trong cái thùng thính thì có hai cây súng mới được đưa vào, đó là cây súng lục có tên là kẻ hủy diệt và cây súng điện. Đó, thì hai cái súng này là cái vũ khí đặc biệt trong MB, nhưng mà nó sẽ được đưa vào cái chế độ BR luôn. Đấy, mùa sao cực kỳ là hấp dẫn luôn. Về cái phần phụ kiện thì chúng ta có thêm, đó là đèn gây lóa, đèn laser, bán súng huyền thoại, ống giảm thanh huyền thoại, ống giảm thanh shotgun và băng đạn nặng huyền thoại. Thì cái băng đạn nặng huyền thoại này, khi mà chúng ta gắn vào cái súng trường đó thì chúng ta sẽ được 50 viên luôn. Băng đạn chúng ta sẽ chứa được 50 viên, sấy cực kỳ là ghê, sấy như súng máy luôn mấy bạn. Đấy, thêm nữa là cái trạm không gian nó thay đổi một chút về ngoại hình. Đó, cái trạm không gian mình hay gọi vui đó là cái đài đó mấy bạn, cái đài dúm đó, là cái đùm gì đó mình bỏ qua đi ha. Đó, thì nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ sau mỗi trận đấu và có dây để mà đu lên đu xuống mà không cần đến máy bay trực thăng. Đó, cái này rất là tiện, khi mà bồ của mình nó chết ở trên trển á thì mình có thể đu lên. Đó, thôi mình chết theo luôn mấy bạn. Đấy, ok con B. Thì tiếp theo đó là cái trực thăng, nó được sẽ được trang bị cái thêm đó là pháo chống tên lửa tầm nhiệt FHG. Đấy, thì cái sự thay đổi này của cái trực thăng nó sẽ góp phần làm cho cái trực thăng này nó dài hơn các bạn. Nó chỉ tại vì cái FHG này nó quá là ghê mấy bạn này. Ok, về cái phần con quái vật ở nông trại đó mấy bạn, thì con chó nướng trui đó, nó sẽ được thay thế bằng một cái con quái vật nó cực kỳ là bự. Đó, cái bụng nó bự chứ không phải là gì hết đó, mình gọi đó là cái con quái vật bụng bia. Thì mình nghĩ cái con quái vật bụng bia này, mập địch này nữa này, là nó bắt cái con chó nướng trui của mình lên bàn nhậu luôn rồi. Đó, cho nên là nó sẽ thay thế luôn cái con chó đó. Đó, bây giờ con chó đó nằm trong bụng cái thằng mập địch này nè mấy bạn. Đó, ok. Và cái nội dung cập nhật thứ năm đó là những cải tiến thêm và tối ưu hóa. Thì đối với cái chế độ MB thì nó sẽ có thêm một cái nút nằm nha mấy bạn, có thêm nút nằm luôn trong phần cài đặt. Và tiếp theo là nó sẽ tăng sự ổn định của súng Manowar. Thì mùa sau thì Manowar nó sẽ được tăng một tí tí cái sức mạnh về cái độ giật. Tiếp theo đó là tăng tốc độ bắn và giảm tầm bắn và độ chính xác của M4A. Thì M4A nó sẽ được tăng một chút xíu tốc độ bắn và giảm tầm bắn và độ chính xác của nó. Thì tiếp theo đó là tăng cái độ linh hoạt của cây MSMC này. Và một cái điều nữa các bạn cần lưu ý là khi trang bị thẻ bổ trợ kiên trì thì mọi thiết bị chui điểm chỉ được sử dụng một lần trong một ván đấu. Đấy mấy bạn cần lưu ý kỹ nha. Đó,
thẻ bổ trợ thì nó sẽ không có tác dụng khi mà đấu 1 vs 1. Đấy. Thì tiếp theo đó là cái súng phòng thủ và cái pháo phòng không, nó sẽ được tăng HP nhẹ nhẹ mấy bạn. Tức là hai cái chuỗi điểm này nó sẽ được trâu lên một chút xíu. Đó. Thì tiếp theo về cái phần vũ khí đặc biệt thì cái súng phóng lựu bị giảm sức mạnh, giảm cái thời gian tồn tại, giảm tốc độ bắn và cái tầm bắn của nó. Ở mùa sau thì chắc chắn là cái súng lựu sẽ bị giảm sức mạnh rồi. Thì súng lựu giảm sức mạnh nhưng mà cái kích trọng lực nó lại được tăng sức mạnh. Tăng sức mạnh đó là giảm cái thời gian hồi chiêu khi mà tiêu diệt cái địch. Đó, kích trọng lực này nó hồi chiêu cực kỳ là nhanh luôn mấy bạn ơi. Đó, mùa sau thì chắc chắn sẽ là một con quái vật trong ranh rồi. Tiếp theo đó là tối ưu hóa và chỉnh sửa lại các lỗi trong game, giúp cho game thủ trải nghiệm nó được tốt nhất. Đó, mùa sau nó sẽ tối ưu hóa hết và nó sẽ chỉnh sửa lại cái lỗi mà ức chế nhất cho game thủ ha. Ok, đối với BR thì nó có thêm nút nằm giống MB và cái áo giáp level 3 của nó đẹp hơn. Nó có thể ẩn hiện áo giáp trong phần cài đặt. Đó, một cái điều rất là tiện lợi. Và thêm một cái điều nữa đó là cái súng XBR50 và M21 EBR nó sẽ được tăng một chút xíu sức mạnh. Đó là tăng cái sự ổn định của nó, tức là cái độ giật của nó sẽ ổn định hơn, nó không có bị giật tung tóe. Khi mà chúng ta táp đó, nó sẽ không bị giật quá lên. Đó, ok con B. Và một cái điều mình hơi tiếc đó là cái vai trò mechanic nó sẽ bị giảm sức mạnh vào cái mùa sau đó mấy bạn à. Thì cụ thể nó bị giảm đó là HP của nó sẽ bị giảm và hiệu ứng làm chậm của nó cũng sẽ bị giảm luôn. Đó, và nó tăng cái thời gian hồi phục kỹ năng. Đó, cực kỳ là đáng tiếc cho những bạn nào mà thích sử dụng cái mechanic này. Và một cái nữa đó là các cái vị trí có nhiều đồ ngon. Đó, ví vụ như là cái trạm không gian nè mấy bạn. Cái đại giấm này nè. Đó, nó sẽ ở các cái vị trí ngẫu nhiên và có hình và có hiển thị trên minimap. Thì đầu clip mình có nói là sẽ có thêm 7 cái khu vực trong chế độ BR đó. Thì 7 khu đó thì mình nghĩ là chắc cũng khá là giàu và nó sẽ thay đổi vị trí liên tục. Cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn đó là mùa sau nó sẽ tối ưu cái hình ảnh của chúng ta và cái tiếng súng. Nó giúp cho người chơi trải nghiệm một cách nó chân thật nhất. Đó, ok con B. Thì nếu các bạn thấy cái video này nó hay, nó bổ ích, nó mang lại tiếng cười cho mấy bạn một chút xíu, thì các bạn hãy để lại một like và một subscribe cho kênh của mình nha. Thì đó là cái động lực để mà mình tiếp tục làm các video nó hay hơn, nó chất lượng hơn cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp các bạn trong các cái video tiếp theo. Bye bye.